Nhuận Đức thấy rằng rõ ràng khi cái duyên mà chỗ nào mạnh thì nó sẽ đến chỗ đó quý vị. Thí dụ như mình sống cùng với nhau đi, mà duyên của mình từ từ nó bớt đi, mà duyên chỗ nào nó mạnh thì tự nhiên cái duyên nó sẽ đến chỗ đó. Và bây giờ mình mới thấy rằng là mỗi một gia đình là một ngôi chùa nhỏ. Và tự nhiên cái nhớ là cái câu của một vị tổ sư nói rằng người người là Quan Âm, nhà nhà là Di Đà. Giống như người người mình học cái hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, từ bi và tha thứ. Nhà nhà là Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm cũng niệm Di Đà. Nghĩa là Bồ Tát Quán Thế Âm cũng niệm Di Đà. Mình học cái hạnh của Quan Âm Bồ Tát để hành cái hạnh của Ngài, từ bi, khoan dung và tha thứ. Nó từ là ban vui, bi là cứu khổ. Và mình học cái hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm có được cái tự tại. Và nhà nhà là Di Đà, rõ ràng mình mỗi người mình niệm Di Đà nè quý vị. Nên Nhuận Đức nói rằng là cái cách tu này sẽ áp dụng rất đặc biệt cho từng người, từng gia đình. Tuyệt vời. Nên nhiều trang nên mở rộng cái cách tu này ra. Nhiều trang đều có một cái nhân duyên đối với một số người. Quý vị nên mở rộng ra để cho người ta được có thời khóa tu tại gia đình. Và cái phương pháp mà tại gia đình có phương pháp tu này hay. Có nghĩa là tại gia đình có cái cách tu này để mỗi một người biết niệm Phật và mỗi một người cầu nguyện cho cái đất nước chúng ta được bình an, mưa thuận gió hòa. Có nghĩa là nhiều người mà niệm Phật là cái sức cầu nguyện này không đơn giản đâu quý vị. Thật sự mà nói thì bản thân Nhuận Đức thấy cái điều này nó quá lợi ích. Thấy nó quá lợi ích. Nên mình mở rộng phạm vi này ra. Và chính bản thân Nhuận Đức càng thấy nó lợi ích chừng nào thì bản thân của mình càng phải cố gắng dụng công tu với vị điều đặn. Cái này là cái quan trọng. Quý vị biết rằng là một cái đạo tràng trên không trung mà lớn như vậy, mà từng nhà niệm Phật như vậy, mà càng ngày càng phát triển rộng như vậy, nếu như chúng ta mà lơ là hoặc là không trân quý nó sẽ mất đó quý vị. Không có giỡn đâu. Mà cái điều này là hy hữu quý vị ơi. Hy hữu từ xưa giờ mới thấy á. Thật sự. Nó giống như mình càng mình tu với cái đạo tràng trên không trung mình mới thấy. Là đây cũng là một cái nhân duyên tuyệt vời mà mở ra một cái sự mới mẻ nhất trong cái thời cuộc hiện đại này đó quý vị. Quý vị ngồi suy nghĩ đi. Đây là sự mới mẻ mà lại rất có kết quả cho sự tu tập của chính chúng ta tại gia đình luôn. Đây là cái mà quá lợi ích rồi. Mà nhất là con người bây giờ quá bận bịu mà lại tại gia đình mà tu được gì. Mà có khi những cặp vợ chồng rồi con cái tu chung nó thật sự mà nói thấy nó quá tuyệt vời. Khi mình tu chung rồi nó lắng động hết trơn quý vị ơi. Nó nhẹ cái tâm của mình rõ ràng luôn. Ví dụ như cô Năng Tâm ở Vĩnh Long đồ đó. Gia đình đôi khi thì tôi thấy 6-7 người tu chung đồ đó. Đó. Cái điều này bản thân mình phải hết sức là trân quý. Vì nhớ kỹ câu nghe. Khi mình hưởng một cái gì đó được tốt mà bản thân của mình mà không trân quý nó sẽ mất hết. Nó sẽ mất. Đó. Nên những Đức đã từng ở một nơi 5 năm. Nhuận Đức cũng từng thấy rằng rõ ràng nó mắc quý vị. Rồi tới một cái nơi 10 năm nó, mình cũng thường nói cái việc nó sẽ mắc. Nó mắc thiệt quý vị. Và xong cái duyên Nhuận Đức nó đưa Nhuận Đức ra bên ngoài là vì quý vị rất cần. Nhuận Đức tin chắc rằng quý vị rất cần. Nên Nhuận Đức đã ra tới bên ngoài. Và tự nhiên Nhuận Đức nó thật sự tu với cái room này mình nói không phải là cái chuyện cao xa gì quá chứ. Bản thân Nhuận Đức thì quý vị biết Nhuận Đức không xài điện thoại, Nhuận Đức đâu biết máy tính gì đâu. Cái này không phải mình suy nghĩ ra nổi quý vị ơi. Thật sự mà nói Nhuận Đức thì cái thời điểm Nhuận Đức có suy nghĩ rằng là mình phát trực tiếp, mình tu chung thôi. phát trực tiếp cái trang mình để tu chung thôi. Tự nhiên có một chú ông nói rằng: ồ sao thầy không lập cái room cho người ta tu? Nhưng tôi hỏi cái room là cái gì? Đó là bao nhiêu con người vô đó, tu có hình. Nó lập đi. Có nghĩa là cái chú đó nói một câu gì đó, lập đi là làm luôn đó quý vị. Chứ Nhuận Đức đâu có chủ trương, không biết gì luôn á. Nó thật luôn á. Mà khi bây giờ mà Nhuận Đức càng tu chung với quý vị nghe, Nhuận Đức thấy quá hay. Nói thật tình mà nói, không thể nào ép mình tu được. Nó phải là thèm tu chứ không ép tu được đâu quý vị ơi. Không thể nào mà năm thờ mà đi ép được đâu. Mà thật sự tự nhiên sao mà nghĩ ra cái cách tu mà cái thời khóa đưa ra này. Chính bản thân Nhuận Đức tu, Nhuận Đức còn thấy ủa tại sao mình đưa ra cái thời khóa này, đúng là mình thương mình thiệt luôn. Nhuận Đức biết thương Nhuận Đức luôn á. Bây giờ Nhuận Đức nói Nhuận Đức biết thương Nhuận Đức thì Nhuận Đức không biết nói thương người khác đâu, mà Nhuận Đức biết thương Nhuận Đức thiệt luôn á. Nếu như Nhuận Đức chỉ cần đưa một cái thời khóa sai một chút thôi là Nhuận Đức tiêu. Chỉ như bò lết luôn, tu không nổi bò lết. Năm thợ vì nói đơn giản lắm mà. Làm sao Nhuận Đức tu nổi đây? Rồi bằng đi 12 giờ nữa Nhuận Đức đưa ra thì phải cố gắng. Làm sao Nhuận Đức la theo nổi đây? Nên cái thời khóa Phật đúng là Phật sắp xếp. Nhuận Đức nói thiệt chứ vị biết chứ, bây giờ bổ nguyện Di Đà đưa ra để mình niệm ngày để ngày tiếp dẫn. Nhuận Đức tin chắc rằng Ngài điều chỉnh cái trí của mình. Ngài điều chỉnh cái trí mình để ra cái phương pháp tu, và điều chỉnh cái trí mình để chỉ mình cái room này phù hợp vào cuộc sống thời đại luôn. Đó, phù hợp vào cuộc sống thời đại luôn. Nên quý vị nhớ rằng là hiện tại nghe, Nhuận Đức nói câu hiện tại nghe. Hiện tại cái ngôi chùa tâm linh của quý vị là ở nhà quý vị. Nhuận Đức nói câu hiện tại nghe, Nhuận Đức không nói xa đó, không nói bên ngoài. Nhưng Nhuận Đức nói rằng là ở trong cái phạm vi mà chúng ta đang có duyên học tập và ngồi nói chuyện nè, Nhuận Đức đang nói đây nè. Cái ngôi chùa tâm linh hiện tại là tại gia đình quý vị, tại tâm quý vị đó. 100% quý vị luôn. Hôm nay Nhuận Đức vừa tôn ba pho tượng lên. Đúng là mình niệm Phật giống như Phật sắp xếp lạ lắm. Xin thưa với quý vị, cái chỗ Nhuận Đức đang ngồi lễ Phật với quý vị là không có thờ Phật. Và Nhuận Đức lễ vô cái tivi là hình quý vị đang lễ Nhuận Đức nè, Nhuận Đức đang lễ quý vị đó. Chúng ta đang đối mặt tu chung đó. Thì quý vị biết rằng là có cái anh này tên anh Giàu. Anh này làm tượng Phật thì không có mắc tiền mà cực kỳ vẽ đẹp. Có nghĩa là anh này vẽ tượng Phật từ xưa giờ, vẽ tượng Phật đẹp vô cùng. Nó mà có duyên quen từ xưa mà Nhuận Đức trên Đà Lạt tới giờ. Tự nhiên anh nói rằng là thật sự trong lòng anh muốn tặng cho Nhuận Đức một bộ tượng Tam Thánh. Tại vì từ xưa giờ anh này cũng quý mến Nhuận Đức, vậy làm cư sĩ rất quý Nhuận Đức. Thì Nhuận Đức nói chú Tâm Nhiên rằng là thôi chỗ này chặt quá không thờ. Tự nhiên chú Tâm Nhiên nói thôi đâu thầy coi thử coi. Nhuận Đức coi cái nó ủa sao bộ tượng đẹp dữ ta. Xong kêu anh gỡ là khi gỡ bộ tượng lên nó bị coi bộ tượng đẹp lắm. Xong rồi Nhuận Đức chưa đóng cái tủ, Nhuận Đức làm cái hộp ở trong là để một cái tivi để tu chung với vị. Còn ở trên quý vị, ở trên Nhuận Đức để bộ Tam Thánh. Ở trước Phật A Di Đà Nhuận Đức để đúng một ly nước, thờ đúng ly nước như Hòa Thượng Tịnh Không ngày dạy. Ly nước, nhìn ly nước giống như tâm, giữ tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là niệm Phật quý vị. Rồi hoa, rồi quả. Rất đơn giản bộ tượng mà màu xanh ngọc, vẽ mặt rất đẹp. Thật sự mà nói một bộ tượng rất đẹp luôn. Mình không thể nào mà nghĩ một bộ tượng mà làm đẹp như vậy mà mình nghĩ bộ tượng này chắc là phải mấy chục triệu một bộ. Nhuận Đức hỏi ủa anh Giàu, anh làm bộ tượng đẹp như vậy mà khoảng nhiêu tiền anh Giàu? Anh nói dạ khoảng hơn 9 triệu đó thôi thầy. Tại anh kêu quen, cái mình thầy kêu quen hơn 9 triệu. Rất đẹp một bộ tượng. Nhuận Đức nói thật sự quý vị nghe, vì thờ trong gia đình quý vị một cái thôi. Thật sự mà nói đưa bộ tượng lên một cái thôi, cái phòng tu Nhuận Đức hoàn toàn nó giống như cái cảm giác. Bởi vì quý vị ơi, trong gia đình thật sự phải có ngôi Tam Bảo. nó rõ thật sự luôn. Nó có nghĩa là Phật còn tại thế, chúng ta nương vào Phật. Bây giờ Phật này nhập Niết Bàn rồi, chúng ta nhìn vào hình tượng Phật để hướng đến Phật mà tu tập. Thấy không? Nên từ nơi đó mà mỗi ngày thì mình có cách tu rồi. Ở trên lại có ngôi Tam Bảo, ở dưới có cái tivi, một mô hình rất đặc biệt luôn. Rồi tu tập nhìn cả một đại chúng cùng tu với mình luôn. Cái lực tu này tuyệt vời, như Đức nó thật sự nghe. Gia đình mà chỉ cần một chút này thôi là như Đức nó thiệt chứ. Đúng là ngôi Tam Bảo tại gia đình và ngôi Tam Bảo tâm linh tại tâm quý vị. Tuyệt vời, khỏi cần đi tìm đâu xa luôn. Rồi tu tập làm sao dưỡng tâm mình, rồi nhiệt tình với gia đình mình, tròn trách nhiệm làm chồng, làm vợ, làm con, lo cho cha mẹ. Rồi tới giờ tu, cha mẹ già đưa cha mẹ ra đây, bắt cái ghế ngồi đây, mình lễ Phật được lễ cha mẹ ngồi đó niệm Phật, hoặc mua một cái ghế cho nằm cho cha mẹ dựa vô một chút chừng ngủ, nhưng mà kệ cho nằm đó nghe câu Phật hiệu, thấy không? Rồi con cái nhỏ nhỏ lễ Phật được lúc nào lễ, cho các cháu nó được cái duyên quen. Nên cái ngôi Tam Bảo tại gia đình quý vị là mặt tâm linh thù thắng. Nhưng tôi thấy trong cái thời cuộc này, nó thật sự mà nói nha, không phải tự nhiên mình đưa lên cái room này rồi mình tán thán quá chứ. Những đứa nó thật sự với quý vị, trong cái thời cuộc này lại xuất hiện cái room này, quý vị hãy bình tĩnh mà ngồi suy nghĩ đi. Theo những Đức thấy là sự phù hợp mà không tưởng tượng được. Cái phù hợp trong cái thời điểm này quá phù hợp. Nó không thể nào trong thời điểm mà lúc những Đức bình thường, hoặc là lúc Phật Pháp bình thường mà cái room này xuất hiện là không phù hợp quý vị. Mà phù hợp vô cùng cái thời điểm này, quý vị thấy phải là khớp vô cùng không? Nó quá khớp luôn. Quý vị mà tu tập vì ngồi suy nghĩ đi, nó quá khớp luôn. Khớp đến mức mà mình tu tập mà mình nhìn Phật A Di Đà nghe, tự nhiên vui mừng mà mình nói cái sự từ bi của Phật A Di Đà là đến với mình mà mình rơi nước mắt. Sự từ bi Phật A Di Đà đến với mình. Quý vị cứ yên tâm, bị tin Phật đi. Phật sẽ không bỏ một con người nào tin Phật đâu. Bị yên tâm đi. Dù quý vị có lên bờ xuống ruộng, quý vị có bị cái gì, vì cứ tin Phật đi, Phật sẽ điều chỉnh cho quý vị. Phật sẽ không bao giờ bỏ quý vị. Chính bản thân Nhuận Đức thấy rõ ràng con người Nhuận Đức là phàm phu, Nhuận Đức vẫn còn sai, nhưng Nhuận Đức thấy rằng là bản thân Nhuận Đức rất tin Phật. Nhuận Đức nói rằng con tin Phật mà, tất cả những gì Phật dạy con chưa làm được hết, nhưng con thật sự tin Phật, con cỡ nào con cũng niệm Phật. Nhuận Đức thấy rõ ràng Phật sắp xếp cho mình và Phật rất thương mình quý vị. Phật sắp xếp cho mình và Phật rất thương mình. Đó là cái điều mà chính bản thân Nhuận Đức thấy rõ ràng, đặc biệt. Nên mỗi một người mình, khi mình tin Phật mà tin đến mức mà quý vị phải đem cái hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm ra để áp dụng. Bây giờ chúng ta này quý vị, cố gắng mọi người mình cố gắng cái chỗ này nè. Bây giờ chuyện của cái người khác, chuyện người xuất gia quý vị đừng có đụng vô. Đây là những Đức khuyến quý rất nhiều lần, hiểu không? Chuyện cái gì chuyện của họ kệ họ, đừng có đụng vô. Chuyện của ai bên ngoài nói gì mặc kệ người ta. Quý vị mỗi ngày cứ vô tu chung đi, cứ mình cứ vô tu chung đi quý vị. Đó là cái mà quý vị muốn cho Phật Pháp thịnh vượng đó. Đó là cái quý vị muốn giúp cho cái đất nước chúng ta đỡ kiếp nạn đó. Thật sự luôn á. Còn quý vị mà nhào vô, quý vị binh ai, quý vị nói ai nha, không có một cái tốt nào cả. Khỏi đi. Kệ ai thích thì chuyện đó của người ta. Nếu như quý vị là người thật sự quý vị quý mến những Đức, quý vị nghe những Đức, quý vị cứ niệm Phật đi, quý vị sẽ thấy lợi ích của niệm Phật. Có cảm ứng thiệt á, không có giỡn đâu. Quý vị tin Phật đi, Phật không thể nào để mình lên bờ xuống ruộng mà gọi là mình không còn đường đi đâu quý vị. Yên tâm đi. Chính bản thân những Đức nè, thật sự quý vị có những lúc bản thân những Đức thấy mình hoàn toàn bế tắc. Nhất là cái lúc mà những Đức đi ra khỏi chùa là những Đức thật sự bế tắc. Nó thật sự bế tắc quý vị. Nhưng mà không ngờ trong vòng chiều lại thôi là những Đức lập cái room này tiếp tục những Đức tu quý vị liền. Là thấy thật sự mà nó mở ra con mình con đường. Mở ra từ từ con đường cho mình. Thì ra là quý vị đừng có bỏ Phật. Vì bỏ Phật quý vị sẽ hoàn toàn bế tắc. Quý vị đi tìm con người sẽ bế tắc. Nhưng quý vị niệm Phật, trong có Phật hiệu có diệu pháp âm, trong có Phật hiệu có một cái trí không tưởng tượng được, sẽ mở ra cho mình một con đường. Quý vị hãy tin đi. Nên những Đức khuyên những người mà biết những Đức bây giờ cứ yên tâm, những Đức tu mỗi ngày bị gì là quá đặc biệt rồi. Đừng có bao giờ nghĩ những Đức ở đâu đi tìm những Đức. Đừng bao giờ gặp làm chi. 1 năm, 2 năm sau, khi những đức dụng công đặc biệt rồi, có duyên tự nó sẽ đến thôi. Thật sự bản thân những đức hôm nay 43 tuổi, thật sự nó cũng còn trẻ lắm quý vị. Nhưng mà phải để cho những đức thời gian dụng công tu. Đừng có đến gặp Nhất Kỳ. Từ khi người nào những đức cần cái chuyện gì những đức kêu một người đó thôi đến. Tiếng đó không được dẫn ai. Đó là cái quan trọng của công việc. Thật sự mà nói, những đức nghĩ rằng tương lai bản thân mình cũng phải làm một cái gì trong Phật pháp một chút, vì mình còn trẻ. Nhưng mà bây giờ phải dụng công tu nè. Đây là những đức bằng cả tấm lòng, những đức nói thật lòng. Vì sao mà cái duyên của mình, mà cái đà này nghe quý vị, dẫn cái sức ảnh hưởng về truyền bá tịnh độ rất mạnh, không có giỡn đâu. Nếu mà cái đà này, nếu mà Phật A Di Đà Ngài chọn mình, thì chắc chắn Ngài sẽ sắp xếp cho mình. Những đức thấy cái điều này là cái điều nó rất khớp, rất phù hợp. Vì Phật tử, những người nào quý mến những đức, quý vị cứ yên tâm, bị lo tu đi, chân thật mà lo tu đi. Một ngày nào những đức nó bản thân mình không có cầu danh cầu lợi gì đâu. Bất cứ một cái nơi nào, chùa chiền nào, người ta muốn tu tịnh độ, mình muốn đến dù là miền ngoài hay chỗ nào, người ta chỉ cần khi sau này đủ duyên, nơi nào người ta cần mình đến nơi đó một bữa, 2 bữa mình hướng dẫn người ta tu, rồi chỉ người ta vô room tu. Mình đến nơi đó một bữa mình chỉ người ta tu, vô room tu, mình chỉ người ta, bất cứ nơi nào cần mình sẽ đến nơi đó, mà mình trở về nhà cư sĩ của chính mình. Đó là cái như Đức nói đủ duyên đó nghe. Không bao giờ mong cầu, nhưng mà như Đức nói là đủ duyên đó. Là tại vì mình đến với cuộc đời này, như Đức muốn mình làm một cái gì đó, đến khi mình chết đi mình thấy ý nghĩa. Cả đời Hòa Thượng Tịnh Không mà đi nó thật sự quá đi luôn. Còn mình bây giờ mình được thời gian này, mình phải làm được cái thời gian mà mình đang ở một nơi. Mình phải làm được cái thời gian mà mình ở một nơi, mình lo mình tu, để sau này khi giống như mình tu, giống như thời điểm này như Đức nhập thất này, mà khi những Đức bước ra là đó là những Đức làm được đó quý vị. Làm được á. Và để quý vị, để những Đức cảm nhận thật sự đối với câu vật hiệu đi. Để những Đức cảm nhận thật sự đối với câu vật hiệu đi. Rồi những Đức sẽ đem cái cảm nhận như Đức nói cho vị nghe mỗi ngày nè. Tim mà gần mà xa, cách này cực kỳ hay. Nếu như những Đức mà đánh mất cái chỗ này luôn, quý vị sẽ thấy không biết những Đức ở đâu. Chúng ta sẽ rã hết cái nhóm niệm Phật của mình. Nên Phật rất thương mình, rất thương những chúng sanh mà đủ duyên này. Quý vị coi một thời này mà hơn 2.000 người tu, 2.000 gia đình tu, quý vị nghĩ đơn giản sao? Nhân duyên thì không đơn giản chút nào. Nên quý vị phải để cho những Đức dụng công, thật sự dụng công tu, và để những Đức cảm nhận dụng công tu. Trong thời điểm này những Đức dụng công tu này nghe, rảnh những Đức bắt những công đoạn khai thị của Hòa Thượng Tịnh Không, những Đức nghe lại tiếp tục, để bồi dưỡng thêm những lời khai thị của Hòa Thượng Tịnh Không, để nó đi sâu tịnh độ luôn. Để cái tịnh độ này, những lúc những Đức ngày xưa đã nghe rồi, bây giờ những Đức phải nghe lại những đoạn khai thị quan trọng của Hòa Thượng Tịnh Không, và nghe lại những công đoạn của Hòa Thượng Hải Hiền, để bổ túc cho những Đức tiếp tục, rồi gây dựng công phu luôn. Đây là cái mà những Đức phải hạ thủ công phu. Còn nếu như chúng ta mà cứ gặp không đặc biệt đâu. Mà những Đức cũng có nói, ví dụ như có những trưởng đoàn lâu lâu những Đức sẽ gọi họ. Tại vì sao? Vì những Đức nghĩ quý vị có duyên. Sau này khi mà một nhân viên phát triển, quý vị phát động một phát thôi là chúng ta làm được việc lợi ích cho chúng sanh liền à. Nhưng mà bây giờ mình phải gây dựng công phu. Nên quý vị ơi, đặc biệt quá, những Đức đã từng đưa tượng Phật tặng rất nhiều người, và những Đức nói trước cho quý vị nghe rồi. Sau này cái tịnh độ mà nó phải gây dựng từng nhà, nó thật sự đặc biệt. Đây là điều những Đức nói từ trước tới giờ, mà bây giờ nó đã hình thành trước mắt chúng ta rồi. Đây là điều mà chúng ta là những người nghe đạo thật sự rất mừng. Mừng vô cùng. Mừng là Phật A Di Đà Ngài đã cho mình một cách tu. Và một cái room này quý vị coi, cái cách tu này rất là nhẹ nhàng, và ai cũng tu được, cả một đứa con nít cũng tu được luôn. Thí dụ như gia đình của dì Tư thì mấy đứa nít tu rất là ngoan, nhón ghế. Nhiều thằng trai nhỏ tu rất ngoan, ngày chủ nhật đồ cộng tu. Tuyệt vời. Thêm một cái nữa quý vị ơi, Phật A Di Đà Ngài điều chỉnh cho những Đức là, quý vị nghe chỗ này quan trọng này, quý vị phải thấy cái bổ nguyện Di Đà nè, quan trọng nè. Nếu như những Đức ở trong chùa, những Đức có nhận cúng dường, thấy chưa? Mà những Đức truyền bá tịnh độ thì nó có trở ngại, hiểu không? Nên Ngài đưa những Đức đi ra ngoài, để ông này một mình ông khỏi cần nhận cúng dường nữa. Không ai nói ông cái chuyện nhận cúng dường từ đây mãi về sau. Và ông sẽ đem tịnh độ, ông đem cái bổ nguyện của tôi đi giới thiệu. Thêm một cái nữa là gì? Lựa cái ông này là người ít học, nên ông sẽ chuyên nhất tịnh độ. Thêm một cái nữa đẩy những Đức ra ngoài, là bản thân những Đức không còn cái gì nữa cả. Đã là không còn cái gì nữa thì cái sức ảnh hưởng đem tịnh độ chia sẻ như Đức cực kỳ mạnh, không bị vướng cái gì hết luôn. Không bị vướng cái gì hết. Còn nếu như Đức trong chùa, như Đức vẫn vướng giảng về tịnh độ, như Đức vẫn bị sợ. và bị trở ngại mà nhiều thứ lắm. Bây giờ Nhuận Đức không còn gì nữa cả, đơn thân độc mã luôn vậy. Giỏi lắm có chỗ che mưa che nắng thôi, gọi là sống rồi. Mà cái mạng này chỉ có cái nhà ở che mưa che nắng thôi, bây giờ mắc mạng mắc nhà cũng không có lý do gì phải sợ, thật sự luôn. Thì đem cái tâm mà truyền bá tịnh độ để mà chúng ta đi về cực lạc. Vì phải nhớ kỹ nghe, hoa sen hoặc A Di Đà đang để trước mặt chúng ta, không có cái gì quý bằng hoa sen hoặc A Di Đà đang để trước mặt chúng ta. Nói những đoạn này nó rợn người lên. Cứ nghĩ vậy đi thì chúng ta không buồn gì hết chứ. Mắt sạch cũng được, chỉ còn mạng, vợ chồng còn ngồi được bên nhau niệm Phật là được rồi. Chỉ cần như vậy thôi, vì yên tâm đi, rồi mọi việc sẽ qua, đừng có lo. Nói những đoạn này sao nó hừng hức con người dữ vậy chàng. Vị ô đây là hạnh phúc nhất rồi, bị ô. Không hạnh phúc nào bằng hạnh phúc này chứ nghe. Hạnh phúc mà tương lai Phật A Di Đà đem qua sen xuống, trời ơi, viễn ô leo lên qua sen đi con. Thiện nhất tâm ơi, leo qua sen đi con. Milo ơi, leo qua sen đi con. Bên Mỹ bên gì cũng làm sao bằng cực lạc Milo. Hiểu chưa? Mỹ, Canada, Đức, Pháp gì, nước ngoài gì, có nghĩa là cái cuộc sống phong phú cỡ nào, cuộc sống thần tiên gì cũng không bằng cực lạc đâu. Hãy quyết tâm niệm Phật đi, chịu khó chịu khổ một chút, chịu thiệt thòi một chút, đừng đi chửi ai nữa hết á. Không có ai thiệt thòi đâu, tùy duyên đi. Chúng ta lo niệm Phật đi quý vị, thì quyết tâm về cực lạc quý ơi. Khi Nhuận Đức đi ra ngoài, mình nghĩ rằng ở chỗ nào nó cũng phải có quy tắc. Khi sống ở trong một gia đình, nên Nhuận Đức thấy khi mà ăn cơm, mà ngồi ăn cơm mà không nói chuyện hay. Dù là mình ở nhà ngoài đời, nhưng mà khi ăn cơm có giờ giấc. Vì nhớ kỹ, khi ăn uống mà mình mà có giờ giấc, mình cũng bị đau bao tử. Mà nó làm cho cái sự tiêu hóa mình cũng tốt, nó cũng hỗ trợ cho cái sự tu hành mình lớn lắm quý vị. Nên những Đức buổi sáng là cứ 6:30 thì ăn. Lúc ở chùa thì 6 giờ, ngoài thì 6:30. Khi ngồi ăn nửa tiếng đồng hồ, đưa lên cái quy tắc sống ở trong gia đình mấy người, nửa tiếng đồng hồ. Khi nửa tiếng đồng hồ đã ăn xong rồi, niệm Phật nghỉ, việc ai nấy làm. Nên Nhuận Đức vẫn duy trì không xài điện thoại. Ở lúc trước Nhuận Đức ở chùa, Nhuận Đức có chiếc điện thoại, lâu lâu bật lên là chiếc điện thoại trắng đen, mười mấy năm. Bật lên là gọi cho những ban làm việc chung. Nhưng khi giờ ra ngoài cũng không cần thiết, bỏ luôn chiếc điện thoại, bỏ số. Nên Nhuận Đức thấy mình không xài điện thoại rất là tiện, tiện tu cho Nhuận Đức. Nên ra ngoài cũng không xài điện thoại luôn. Mỗi ngày được tu 4 thờ, 5 thờ lên tu, quý vị thấy rất là vui. Nên là thời gian đi ra ngoài tháng mấy nay, bắt đầu bữa nay. Bữa nay là bữa mà Nhuận Đức sắp mấy người ngồi chung, ở chung là có quy tắc thời gian ăn uống đàng hoàng. Sáng 6:30 ăn cơm, xong rồi buổi trưa thì khoảng 10:30 ăn cơm, nửa tiếng à. Chiều thì 4 giờ ăn cơm. Đúng thời gian vậy. Mấy người làm việc gì cũng tới giờ là xuống ăn cơm. Nhuận Đức ở một nơi nó cũng tiện quý vị. Nơi Nhuận Đức ở nó có một cái quán cơm chay. Quán cơm chay nó đồ ăn cơm hay là phở hủ tiếu gì, 10 mấy ngàn. Nó là quy tắc 10 mấy ngàn vậy thôi, nó không có thêm nữa, nó chỉ 10 mấy ngàn thôi. Nên người sống những đức mấy người cứ lo tu thôi. Tới giờ thì chạy lại đó mua người phận ăn về 10 mấy ngàn à, là ăn no à. Tại vì cũng ở trong nhà không nên không có đi đâu nữa, cũng ăn cũng ít luôn. Giờ những đức ăn ít nó, nên là chắc người nó cũng nhót lại, nó cũng sụt không ký mấy, 2 ký, bụng nhỏ ra luôn. Một là thao tác về công phu lễ Phật nhiều, ăn ít lại, không có đói bụng. Tại vì mỗi ngày không có làm việc đầu óc để bận tâm nghe này nghe nọ nghe kia nữa, không có tác động nhiều nên không có đói bụng. Chỉ tới giờ là ăn cơm thôi, chỉ tới giờ ăn là theo quy tắc thời gian tới giờ phải ăn, chứ thật sự không đói bụng. Không có đói bụng quý vị, không bao giờ thấy đói bụng chứ. Tại vì mỗi ngày tu suốt rồi, đi lên cầu thang cũng đi, cũng niệm Phật, ở trong phòng niệm Phật. Rồi nếu mà ấy thì làm gì cũng niệm Phật, tại vì không có công việc gì phải giải quyết vấn đề nhân sự, khỏe lắm. Nên cứ cái đà gì những đứa thấy hay ghê. Thêm cái nữa là những điều những Đức nói đây để Phật tử người biết mình khắp nên yên tâm. Vì những Đức ra ngoài vì thấy những Đức tu chúng bị rõ ràng, ra ngoài tu còn nhiều hơn ở trong chùa. Vì hồi đó vì lại chùa vì thấy những Đức ít công phu, chạy suốt, nói nhiều, không có được lên chánh điện tu bao nhiêu, làm việc suốt luôn quanh năm. Bây giờ thì không có làm nhân sự gì thì mình lo tu. Nhờ vậy mà bây giờ á, những Đức cung kịch quý vị tu theo thấy dữ dằn không? Rất nhiều người nói rằng từ khi những Đức tu chung với vị, vị tu thêm 3-4 thờ, 2-3 thờ thêm đó. Còn lúc trước thì bữa này bữa kia bữa nọ, giờ này giờ kia giờ nọ, hoặc tới giờ tu ngủ luôn. Còn bây giờ những Đức nghe nói là rất nhiều người nói rằng là háo hức tới giờ lên tu, rất háo hức tới giờ lên tu. Đây là điều những Đức rất là mừng. Khi mình Đức lên tu, những Đức thấy từng gia đình tu xúc động lắm quý vị, mà rất là xúc động. Đó là mình có được một cái nhân duyên với chúng sanh mà niệm Phật, ra tới bên ngoài rồi mà được cái đạo tràng không chung, hay quá. Đây mà nếu mà cả đời mình mà cứ áp dụng gì, thật sự mà nói không cần thiết phải gặp nhau làm gì đâu quý vị. Gặp gì được, thật sự khỏi nghe, khỏi thấy, khỏi biết, đó là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Từ từ rồi nhà Đức lọc hết, lọc hết những cái mà những Đức từng nạp vào. Trong tháng năm mấy này vị thấy có những lúc những Đức còn nói về chùa chiền này cái chút đỉnh, tại vì nó nạp vô nhiều quá, đến lúc rồi nó phải xả ra. Số cái giống như mình còn bận tâm, nhưng mà không lâu đâu quý vị, không lâu đâu, thời gian ngắn đó thôi là những Đức lọc sạch nhá. Là mỗi ngày tu xong những Đức chỉ tâm sự với vị về cái việc niệm Phật giảng sanh. Nên cuộc sống người 3 buổi cơm gọn vô cùng, buổi ăn 10 mấy ngàn là xong, no bụng rồi xong tu. Ngày tu 4-5 thờ nó an lạc vô cùng. Đây là hạnh phúc nhất của chúng ta. Thật sự con người mà nhìn cao thì bản thân biết nhiêu cho đủ, nhìn hạ thấp xuống thì thấy mình cũng hơn nhiều người. Trong cuộc đời này mình cũng hơn nhiều người, mình thấy mình cũng được tu tập, nghe đạo, tin nhân quả, sai còn có cơ hội quay đầu, đúng không? Thì thấy điều đó cũng đặc biệt lắm. Nếu mình không gặp Phật pháp, người lún sâu họ tội lỗi, không có cơ hội đứng lên. Nên từ nơi đó mà mỗi ngày cũng không ăn nhậu thuốc men gì hết, cũng khỏe. Ăn chay trường, niệm Phật, tu cùng với đại chúng, sống cuộc đời đơn giản, Không cầu kỳ gì, thật sự mà nói quý vị là bây giờ những Đức mới cảm nhận được câu Hòa Thượng Tịnh Không là dạ. Biết ít phiền não ít, biết nhiều phiền não nhiều. Thật sự không phải nói là trong cuộc đời này con người mình đụng ai mình cũng nghi, nhưng mà mình sống với con người mình thấy, quý vị phải công nhận rằng mình tin nhân quả còn đỡ một chút. Sống với con người thấy con người đáng sợ, hiểu không? Phải nhớ kỹ cái này là cái mà quý vị phải bình tĩnh ngồi suy nghĩ. Sống với con người có những cái thấy đáng sợ. Nếu nói rằng là con cọp là đáng sợ nhất, nhưng nếu nói về nếu con người mình sẽ là đáng sợ hơn nếu là chúng ta không hiểu được định luật nhân quả, đáng sợ hơn nhiều. Con người có thể vì danh lợi trong cuộc đời giả tạm, có thể bất chấp tất cả tội lỗi, và có thể giẫm đạp nhau để mà nghĩ rằng mình sẽ lấy được cái danh và cái lợi, và bảo vệ cái danh cái lợi của chính mình. Nên chỉ có thế giới cực lạc là điểm đặc biệt để chúng ta muốn về. Nên Nhuận Đức nói, một số người biết Nhuận Đức, chúng ta từ hôm nay đặc biệt nhất lo niệm Phật. Mọi người chúng ta nên lo niệm Phật là đặc biệt nhất. Ai muốn đi đâu, đi tìm gì đó đi. Nhuận Đức đã từng làm những việc cũng rất lớn quý vị, không phải nhỏ. Cảm nhận được hết. Từ đây tới hết cuộc đời mình, mình nghĩ rằng cái nhân cái quả trong cuộc đời này thì mình không biết, nhưng mà mình nói rằng mình sẽ không bao giờ dính vào một tổ chức nào cả. Và cả cuộc đời Nhuận Đức là một vị cư sĩ, sống hết cuộc đời cứ tu tập chung với quý vị gì, cứ có thời khóa tu mỗi ngày cứ niệm Phật. Và tất cả những người Nhuận Đức với quý vị biết nhau, không cần phải tìm nhau, không cần phải đến với nhau, và cũng không cần phải nói rằng bây giờ muốn biết Nhuận Đức ở đâu để gỡ đồ ăn đủ. Nhuận Đức sẽ không bao giờ cảm giác rằng hoan hỷ, bởi vì để Nhuận Đức được có thời gian tu tập, ăn không có bao nhiêu cả. Nhuận Đức thấy bản thân mình không ăn bao nhiêu cả, rất đơn giản, phần ăn 10 mấy ngàn, một tô hủ tiếu, một miếng cơm hay gì đó là xong, bỏ vào bụng cái là tu tập. Nhuận Đức thấy, ủa cuộc đời của người mình chỉ cầu cái gì ta? Có khi quý vị ngồi suy nghĩ, ủa mình chạy đi tìm cái gì rồi đến một ngày nào đó mình ra đi mà mình vẫn còn lưu luyến cái sự khổ đau trong cuộc đời này. Mỗi một người chúng ta nghe đạo ngồi bình tĩnh suy nghĩ, trong cuộc đời này mỗi một con người đều có cái khổ, mà khổ nhiều chứ không phải khổ ít. Nhuận Đức thấy, Nhuận Đức gặp Phật Pháp, cái khổ trong cuộc đời này Nhuận Đức giảm tối đa, và có thể chuyển hóa được cái khổ cực kỳ nhanh. Đây là cái điều Phật Pháp quá hay, quá hay. Vì sao mình không thích nghi và tiếp nhận để con người mình có thể chuyển hóa được cái khổ? Thật sự mà nói càng ngồi càng suy nghĩ, ủa con người mình chi cầu tìm kiếm không biết đủ, không biết đủ. Mỗi một buổi ăn 10 mấy ngàn cũng sống, mấy chục ngàn cũng sống, mấy trăm ngàn cũng sống. Có những người ta ăn một buổi ăn ta mấy trăm ngàn. Cái hầu người hạ cũng sống một buổi. Nên từ nơi đó Nhuận Đức thấy rõ ràng, khi con người giảm mức sống đơn giản nhất, khỏe nhất. Nên cả cuộc đời của Nhuận Đức sống bây giờ gì không nhận tiền bạc gì của ai như ngày xưa. Hồi xưa lãnh chút nên ta cúng dường đồ này kia đồ, lo cho các cụ. Bây giờ không cần suy nghĩ đến chỗ này, chỉ cần có một nơi ở cả đời. Nhuận Đức nói cho vị nghe, Nhuận Đức bây giờ ở là một căn nhà, và Nhuận Đức không đi đâu ra ngoài cả. Không có chuyện gì đi đâu ra ngoài. Quý vị thấy Nhuận Đức có thể ở được một chỗ gì, thì Nhuận Đức có thể ở một cái chỗ ở cả đời, không cần thiết phải đi đâu, không cần thiết phải đi đâu cả. Và bây giờ Nhuận Đức cảm giác rằng là chúng ta đã gặp nhau nhiều quá. Lúc xưa Nhuận Đức ở chùa gặp Phật tử rất nhiều, ngày nào Nhuận Đức cũng tiếp con người, đến điểm chùa nào cũng tiếp người quá trời đông, tổ chức bao nhiêu chương trình, đến lúc dừng hết. Thật sự mà nói, Nhuận Đức càng niệm Phật càng tu. Nghĩa vì hình như cái cảm giác Nhuận Đức thấy rõ ràng cái đạo tràng trên không trung này và tu gia đình của quý vị là tuyệt vời, thật sự luôn. Không có cái bố thí cúng dường nào bằng niệm Phật. Chúng ta là vọng tưởng quý vị, vọng tưởng. Vọng tưởng ta phải làm cái gì đó, ta cái gì đó. Thật sự mình quên đi chính mình, quên đi nuôi huệ mạng của chính mình. Có những người làm bao nhiêu thiện, làm lớn vô cùng, phiền não vẫn là phiền não. Làm xong rồi có những người nói một câu gì không phải, không vừa lòng, tức tối, bực bội, sân si, thấy không? Đổ hết. Nếu như ở nhà làm tròn trách nhiệm, nuôi cha mẹ, công việc gì nhiệt tình, đối với xã hội đất nước của mình chân thật, làm đúng quy tắc, cứ cả đời sống vậy đi. Rồi cha mẹ già dành thời gian phụng dưỡng cha mẹ. Con người mình cứ lo cho cái tương lai mà quên cha mẹ, có khi cha mẹ chết đi mình hối hận. Bây giờ Nhuận Đức ra ngoài, Nhuận Đức khuyên quý vị chân thật, quý vị hãy phụng dưỡng cha mẹ quý vị đi. Đây là của báo quý giá nhất mà cuộc đời quý vị có thể làm được. Và dành thời gian để tu tập với cha mẹ, mời đón cha mẹ về thế giới cực lạc, một nơi mà tiếng khổ còn không nghe. Ai nói gì mặc kệ, chúng ta cứ có một tâm niệm như vậy, chúng ta cứ có một phương hướng, đó là quốc độ cực lạc tuyệt vời. Chúng ta cứ có một khuynh hướng như vậy. Ai nói chúng ta mê tín gì mặc kệ, chúng ta nghĩ một nơi tốt đẹp còn hơn là không có nghĩ được cái gì. Nên Nhuận Đức nói cái đạo tràng trên không trung, cái đạo tràng gia đình của quý vị là tuyệt vời 100%. Con người chúng ta đa phần chỉ cầu danh lợi quý vị, có ai thoát được chỗ này. Nên mãi về sau không bao giờ Nhuận Đức dính cho một tổ chức nào cả, không dính cho một tổ chức nào hết, hiểu hết rồi. Nhuận Đức là người ở trong một tổ chức lớn tu hành, Nhuận Đức hiểu hết, mà lại là đứng vị trí sắp xếp, hiểu hết. Nếu quý vị mà không tin được nhân quả thì sống trong cuộc đời này, quý vị có những lúc quý vị sẽ hụt hẳn, bởi vì sẽ trở tay không kịp đối với con người, không đơn giản. Nên từ nơi đó hãy tin nhân quả và không buồn trách ai để trong tâm, và hãy gây dựng chính mình để cuộc đời mình đừng để đi qua uổng phí. Cuộc đời đừng để đi qua uổng phí. Thật sự Nhuận Đức không muốn đi đâu cả. Từ khi ở chùa Nhuận Đức không muốn đi đâu hết. Chứ bây giờ buông xuống một cái, nó thật là một gánh nặng rất lớn trên vai. Nên thời điểm Nhuận Đức bị này là điều rất tốt cho bản thân Nhuận Đức, cực kỳ tốt luôn. Vì coi bây giờ mà mỗi ngày mà được tu với quý vị gì là quá hạnh phúc, quá tuyệt vời, đúng không? Nên Nhuận Đức mong rằng mối nhân duyên này tuyệt vời quá, quý vị cố gắng có thời gian lên tu tập. Đây là cái tạo cái mình cầm đi được đó. Và làm tròn trách nhiệm mình, làm tròn trách nhiệm với gia đình, làm tròn trách nhiệm hết lòng hết dạ gia đình mình, sống cho chân thật đi. Cứ cả đời như vậy, trong hoàn cảnh nào niệm Phật, trong hoàn cảnh này đi đứng nằm ngồi niệm Phật. Những người, tất cả những người đã biết Nhuận Đức khỏi cần quan tâm lo tới Nhuận Đức, quý vị hãy lo cho gia đình quý vị thật tốt. Không cần nghĩ rằng muốn biết Nhuận Đức ở đâu để gỡ đồ ăn đủ, khỏi cần quan tâm. Nhuận Đức không ăn uống gì đâu quý vị à, rất đơn giản. Cà phê gì, nước nói gì, nước đá gì cũng không cần uống tới, ăn cực kỳ đơn giản, sống là được rồi để tu tập. Đó là cái mà Nhuận Đức nêu lên cho quý vị thấy rằng người mình cùng tu chung bây giờ ra ngoài không biết làm sao. Vậy Nhuận Đức nói vị là Nhuận Đức dặn quy tắc sống, giờ giấc ăn uống, và khi ăn không nói chuyện, và lúc nào cũng niệm Phật. Rồi không bao giờ những đức nói, những đức từ hôm nay những đức không muốn tiếp ai nữa cả. Mỗi người hãy tự lo niệm Phật đi. Mỗi ngày những đức tiếp quý vị ngày 4-5 thờ lên trên điện tu là quá quý rồi. Rồi xong chúng ta tâm sự nói chuyện. Những đức không muốn tiếp ai nữa cả. Mỗi người cứ tự ở nhà mình lo niệm Phật đi. Cũng không cần dính dáng cái chuyện cúng dường tiền bạc gì. Đưa tiền bạc những đức cũng không nhận. Gỡ đồ ăn những đức cũng không quan hỷ luôn. Đó là cái vị cõi cần phải suy nghĩ tới. Để bản thân những đức lo tu tập, dụng công tu hành. Vì sao? Đời này những đức muốn vãng sanh. Ai làm thiện lớn làm gì đó cứ làm đi. Tôi mỗi ngày bây giờ từ hôm nay tới hết cuộc đời tôi muốn niệm Phật. Lo cái chuyện giải thoát. Lo cái chuyện mà phải về thế giới cực lạc cuộc đời. Ai thích đi đâu đó đi đi. Chúng ta mỗi ngày đủ duyên cứ niệm Phật. Đây là hạnh phúc nhất. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật.